Phi, thầy Lê Trùng Khánh, thầy Lê Đức Cửu, thầy Lê Ngọc Linh, thầy Nguyễn Văn Trang và đại diện gia đình thầy giáo Doãn Quốc Sĩ xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng các thầy cô đã đến với chúng ta. Ngày đầu năm 2005, toàn thể quý thầy cô và các em các chị đại diện cho các khóa đã họp chuẩn bị. Chúng tôi xin thông báo về kết quả của họp chuẩn bị. Quý thầy cô và các chị đại diện các khóa đã nhất trí đề ra ban liên lạc của gia đình sư phạm Sài Gòn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các chị trong ban liên lạc sư phạm Sài Gòn lên ra mắt toàn thể quý thầy cô, các chị và các bạn đồng thời khóa 1. Xin đề nghị các chị khi chúng tôi xuống danh thì nếu các chị đã có mặt thì xin vui lòng tiến lên sân khấu để ra mắt quý thầy cô cũng như toàn thể anh chị em trong gia đình sư phạm. Về khóa 1, anh Nguyễn Quốc Toàn, anh Ngô Thế Phương. Khóa 2, anh Võ Hữu Phương, anh Nguyễn Đức Hòa. Khóa 3, chị Huỳnh Phục Liên, Hồ Thủ Nhân. Khóa 4, anh Đỗ Quang Vĩnh, Lê Nguyên Anh. Khóa 5, chị Nguyễn Thị Thanh, anh Đỗ Văn Hồng. Khóa 6, anh Nguyễn Văn Thịnh, chị Võ Thị Thiên Nhan, anh Nguyễn Văn Định. Khóa 7, anh Phùng Thư Viễn, chị Nguyễn Thị Đức. Khóa 8, anh Vũ Cao Biền, anh Trần Văn Tân. Khóa 9, anh Trần Kim Môn, chị Nguyễn Thị Kim Hoa. Khóa 10, anh Phạm Tùng Lâm, anh Nguyễn Đình Đạt. Khóa 11, anh Trần Ngọc Đào, anh Phạm Thiện Tích. Khóa 2, chị Phạm Thị Nghiệp, chị Lê Thị Bích Hồng, chị Hoàng Thị Hồng Hải, chị Nguyễn Thị Kim Ngân. Khóa 13, anh Trần Huy Hòa và chị Phạm Thị Trí. Xin trân trọng mời các chị quý vị xem là thành viên trong ban liên lạc của gia đình sư phạm bắt đầu từ năm học từ năm 2005. Xin kính mời toàn thể các chị chúng ta tiến lên và ra mắt quý cô cũng như các bạn. Anh khóa năm chị Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Văn Hồng là hai chị đều. Khóa sáu chị Kim Ngân. Khóa 13 Trần Huy Hòa và Phạm Thị Trí. Xin mời anh Vũ Cao Biền ở khóa 8. Xin mời anh Nguyễn Văn Thịnh khóa 6. Anh em đã nhất trí đến đề nghị thầy Tô Minh Tín, giáo viên trước đây của trường sư phạm Sài Gòn đã từng giảng dạy chúng ta. Kính mời thầy là người hướng dẫn cố vấn cho ban liên lạc, xin kính mời thầy Tô Minh Tín. Thank you.
Thank you.